từng sanh à, trong cõi đó chúng ta nhớ lưu ý dùm ấy. Tại vì phần quá khứ mà nó có phần quá khứ thì có phần từng sanh, thì ở trong tam giới này có năm cõi mà năm uẩn không từng sanh, đó là năm cõi từng cư. Tại vì gọi là cái từng sanh là phải sanh tới đó ít nhất là hai lần không, phải chưa? Thì trước giải chỗ này rồi đúng không? Chứ còn mày tới rồi mày bỏ đi luôn thì không phải là từng sanh nữa đúng không? Mà cái người trong cõi tịnh cư được gọi là người kiếp chót của cõi đó, người kiếp chót của cõi đó lại sẽ không bao giờ quay lại nữa nghe. Rồi bây giờ chúng ta lưu ý cái người trong cõi tịnh cư đó, người ở cõi nhớ nghe nè. Sắc quẩn đang sanh với người nào trong cõi nào, người mà cõi ha, người nào trong cõi nào thời thọ quẩn từng sanh với người ấy trong cõi phải chăng? Đức Phật này đáp sao? Đối với những người trong cõi vô trong cõi tận cư, sắc quẩn đang sanh, bây giờ chúng ta thấy sắc quẩn đang sanh không ở quẩn đang sanh đúng không? Cái gì vậy? Gió đồng bay. Các quẩn đang sanh chúng ta thấy nè. Nếu mà cõi sắc quẩn đang sanh với người nào trong cõi nào, cái người đó là cõi đó đúng không? Thì cái sắc quẩn đang sanh cái người nó ở cõi ngũ quẩn thì cõi ngũ quẩn đúng không? Thì cõi luôn ngũ quẩn này còn có hai loại, gọi là năm cõi tịnh cư và 21 cõi ngũ quẩn còn lại đúng không? Phải chưa? Đó, tổng số ngũ quẩn là 26 cõi, rồi trừ 5 cõi tịnh cư ra đi còn 21 cõi còn lại đúng không? Nè, thì sắc quẩn đang sanh trong cõi tịnh cư được không? Được không? Sắc quẩn đang sanh trong cõi ngũ quẩn được không? Được. Sắc quẩn đang sanh trong 21 cõi ngũ quẩn còn lại được không? Được không? Được. Bây giờ có anh chị câu hỏi là họ quẩn từng sanh người cõi, họ quẩn từng sanh với người đó trong cõi đó phải nha. Thì chúng ta thấy nè, trong cõi năm quẩn, năm cõi tịnh cư này sắc quẩn đang sanh không?
nó đáp ứng điều kiện câu hỏi chưa? Nhưng mà thọ quẩn có từng sanh không? Năm khởi tinh cơ thọ quẩn từng sanh không? Không. Đừng nói thọ quẩn mà trong khởi tinh cơ á, năm quẩn không từng sanh, cả năm quẩn không từng sanh luôn, hiểu không? Rồi cõi vô thở này sắp cũng đang sanh không? Có không? Nhưng mà họ vẫn có từng sanh không? Cũng không luôn, đúng không? Cho nên Đức Phật này lấy cái nắm bỏ từng cơ này và cõi vô thở này ở vế A cắt bỏ là người công năm cõi từng cơ đang sanh. Người đạo công nhân trong cõi vô tưởng đang sinh hay không biết à? Đức Phật này lấy hai cái hạng người này ở với một bác bỏ rằng đối với những người trong cõi tịnh cư và cõi vô tưởng sắc quẩn đang sanh nhưng họ quẩn không từng sanh với những người ấy trong cõi ấy nha. Bây giờ chúng ta thấy nè, cõi bậc Phất Lai họ quẩn từng sanh không? Bậc Bất Lai thọ quẩn từng sanh không? Có trường hợp nào? Cô Chi? Anh Minh? Bậc Bất Lai thọ quẩn từng sanh ở trường hợp nào? Cụ thể cũng là cõi nào? Ở cõi dục giới được không? Ngồi giới đi. Bậc Bất Lai họ vẫn từng sanh được như vậy Bất Lai ở cõi Sa Đèn được không? Được không? Vậy Bất Lai ở cõi Sa Đèn được không? Cái trường hợp này là cái trường hợp mà cái vị không có tu thiền, không có tu thiền mà lúc nguyên vị Bất Lai á, là cõi dục giới nè, không có tu thiền gì hết, nên là bậc cõi quán đó nè, tới cận định bắt đầu triển khai chứ tới A La Hàm luôn, nhưng mà không có thiền định gì hết. Lúc gần chết sau cái lộ cận tử, lúc gần chết á, thì tâm thiền cứ sinh khởi lên cho vị đó. Nếu tâm thiền chưa sanh khởi lên, tâm sanh thiền á, chưa sanh khởi lên gì đó chưa chết, tâm thiền sanh khởi lên xong xuôi diệt đi thì gì đó chết xong nhờ có tâm sanh thiền đó đó, thì đó có cái tâm quả sanh thiền sanh lên cái bên nè, có cái tâm quả sanh thiền sanh lên, tâm quả sanh thiền sanh lên gì đó sanh về cõi, cõi gì, cõi nào, cõi nào? Cõi sơ thiền một cõi nào? Sơ thiền có mấy cõi? Ba cõi. Vậy vị thánh A-na-hàm này đó không có thiền, chết tâm sơ thiền sanh lên, rồi cho tâm sơ thiền sanh lên lộ cận tử đó, nhờ tâm sơ thiền sanh lên cho nó mới có tâm quả sơ thiền, đúng không? Vậy nó sanh về cõi nào? Cõi nào? Sanh về Phạm Chúng Thiên, không thể làm đại vô thế được, nó sanh về cõi Phạm Chúng Thiên nha. Cái vị mà chứng đắc sơ thiền nè, vị chứng đắc sơ thiền ráng cố gắng cho chứng đắc sơ thiền đi nha. Vậy đó chứng đắc sơ thiền, nếu như nhập thiền thường xuyên được gọi là bậc thượng, còn thỉnh nhập thiền mà không thường xuyên á thì là bạch trung, mà
mà nhập rồi lâu từng nhập lần cho nó giữ lại đó thì là bậc hạ. Vị đắc sơ thiền bậc hạ sanh về cõi phạm chúng thiên, còn vị đắc thiền ở bậc trung sanh về phạm phụ thiên, vị thuần phục thường xuyên nhập thiền đó sanh về đại phạm thiên. Nên vị thánh A-na-hàm này chưa có đắc thiền đúng không, gần chết mới có tâm thiền sanh lên đúng không, mới có cái tâm quả sơ thiền đúng không, chưa từng một lần nào nhập thiền, chưa từng một lần nào nhập thiền đấy, mới vừa thiền mới vừa sanh lên rồi diệt đi chết đúng không, mà chết rồi thì cái tâm quả sơ thiền sanh lên, hiểu cái này không, rồi tâm quả sơ thiền sanh lên chưa lần nào nhập thiền hết thì phải sanh về cõi phạm chúng thiên thôi, hiểu chỗ này không, mặc dù đạo quả nó cao à, nhưng mà vẫn phải thôi, hiểu chỗ này chưa. Rồi Phật Bất Lai sanh về cõi sa đề này đi, cõi nào cũng được, một trong ba cõi đúng không, trong cái kiếp đó, trong kiếp đó không chứng đạo cao hơn mà cũng không chứng thiền cao hơn nữa, chết tái sanh về cõi đó không. Bậc Bất Lai nè, ở cõi sa thiền nè, trong cái kiếp đó đó không chứng đạo cao hơn, không chứng quả cao hơn đúng không, cũng không chứng được thiền cao hơn nữa, chết có tái sanh lại cõi sa thiền không, có không, như vậy họ vẫn từng sanh với vị này ở cõi sa thiền không. Cho nên Bậc Bất Lai, Bậc Bất Lai đó thì họ vẫn từng sanh đúng không, nhưng Bậc Bất Lai ở cõi tịnh cư hết cái kiếp đó rồi thì lên cái khác thì họ vẫn không từng sanh, hiểu cái này không. Nói về người thì Bậc Bất Lai họ vẫn từng sanh, nhưng mà nói về người và cõi thì Bậc Bất Lai ở cõi tịnh cư họ vẫn không từng sanh, tại vì đâu có ở đó lần thứ hai đâu, hiểu cái này chưa. Rồi nên Đức Phật ngày nay hai người này ở dưới nước đá cá bỏ, đối với những người trong cõi tịnh cư sắc quẩn đang sanh mà thọ quẩn không từng sanh với những người ấy trong cõi ấy, cõi tịnh cư với cõi vô tưởng nha, hai cõi thấy chưa. Thì chúng ta lấy chi pháp đây, người trong cõi vô tưởng đang sanh, ngay tại sắc đang sanh của tâm, của tâm gì đâu, rồi trong cõi những cơ đang tại sắc na sanh của tâm gì, tâm gì, tâm nhân hả, tâm gì, tâm quả gì, đâu đưa mi mi ron coi, ngồi mơ mộng tâm gãi gì, tâm tục sinh ngủ thiền, tâm tục sinh ngủ thiền hả, bao nhiêu tâm xã hợp, dạ nhiêu, dạ 30, tại sao 30, dạ trừ tâm tứ hỷ, trừ tâm tứ hỷ, trừ gì nữa, dạ cái gì, với ba giới phận, ba giới phận đã trừ rồi, với hai giới phận cũng trừ, ngũ thiền phải trừ năm tâm sở là tầm tứ hỷ với hai vô lượng phần, ngoài ra là còn ba cái tâm sở giới phận không bao giờ có mặt trong tâm thiền, không bao giờ, luôn cả trong tâm duy tác luôn nha, luôn cả trong tâm quả từ quả siêu thế, ba giới phần này nè, đây tín ngưỡng tín nghiệp này không bao giờ có mặt ở trong tâm thiền nè, không bao giờ có mặt trong tâm quả từ tâm quả siêu thế nè, và không có bao giờ có mặt ở trong tâm duy tác của vị A-la-hán, không bao giờ
giờ. Phải nhớ cái câu hiệu đó. Cái ở tại nó nay sinh cỏ tâm phục sinh ngũ thiền sắc giới. Bao nhiêu hộp sắc nghiệp lâu? Bao nhiêu hộp? Không có 3-7 nữa mà chỉ có 4 bọn thôi. 3-7 là chỉ tính ở cõi dục giới, 3 là tính cho người hai sinh. Còn 7 tính cho cái người hóa sanh hay là thấp sanh ở cõi dục giới. Nha. Cõi cõi sắc giới chỉ có 4 bọn thôi là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, ý vật và mạng. Mạng quyền. 4 bọn sắc nghiệp thần kinh thôi. Rồi người đạo có nhân đang trong cõi vô tưởng đang sinh tại sắc na. Trên đầu tiên đó là cái phần A, cái phần ngày lắp tắt bở để ngồi ngày nói cái phần B. Còn đối với những người trong cõi ngũ quẩn ngoài cõi tịnh cư, sắc quẩn đang sanh mà thọ quẩn cũng đang sanh. Câu này câu thuận như hai bác. Còn đối với những người trong cõi ngũ quẩn trừ người tịnh cư á, cõi tịnh cư á, nghe thọ quẩn đang sanh, sắc quẩn đang sanh và thọ quẩn cũng đang, sắc quẩn đang sanh và thọ quẩn cũng từng sanh. Câu này là thuận hay là bác hả? Thuận hay bác? Thuận. Để là người ngũ quẩn người ngũ quẩn quý vị nắm bắt được không? Nếu đều do người ngũ quẩn là người gì?
Người ngũ uẩn còn trục sinh là bốn phàm ba thánh quả hữu, đúng không? Yeah. Ở đây để người tiên thiếu một chi pháp nữa này. Ồ, không có thiếu, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi với 21 cõi ngũ uẩn trừ trong cõi trường cư đây là câu hoàng biểu vấn, cách đáp là kết luận phân tích trực tiếp. Rồi hôm nay chúng ta đi tiếp cái phần hiện tại quá khứ, cái những cái phần mà phối hợp đó chúng ta hơi cẩn thận chút xíu, lưu ý chút xíu rồi cố gắng mới hiểu. Chúng ta đi nhất là cái phần người và cõi, quý vị phải lập trình cái rồi mới hiểu được ý phần ngày gom ra. Rồi chúng ta 200 năm mấy và không từng sanh với hạng người nào thì chúng ta thấy trong cái
Người ngũ uẩn có hai người, hai người là một người là đang sanh trong cõi tịnh cư đúng không? Và hạng thứ hai là đang sanh ở ngoài cõi tịnh cư đúng không? Thì bây giờ chúng ta coi là cõi ngũ uẩn sinh này. Cái người đang sinh trong cõi ngũ uẩn này, cõi ngũ uẩn có từng sanh với người này trong cõi này không? Không. Chúng ta thấy gọi là được cái là thấy không? Rồi người đang sinh ở trong cõi nước này, cõi vẫn có từng sanh không? Trong cõi tịnh cư không bao giờ trong quẩn, không bao giờ từng sanh. Trong cõi tịnh cư, ví dụ như vậy, vậy bất lai cõi vô biển quá không chết, từng sanh cõi vô nhiễm rồi, tao cũng quay trở lại nữa là nữa đâu mà nó từng sanh đúng không? Để cho nó trong cõi cơ năng lượng cũng không được sanh nên đúng không? Phải chưa? Mà còn ngoài cõi ngũ uẩn này cái cõi ngũ uẩn từng sanh không? Có không? Phải chưa? Ở cho nên cứ khoảng ngày mấy hai cái chi pháp này lập ra cái bế thứ nhất để bác bỏ thì đây trong câu trả lời của Đức Phật ra. Đối với những người đang sinh trong cõi tịnh cư và người vô tưởng thì sắc quẩn đang sinh đúng không, nhưng họ vẫn không từng sanh với những người ấy trong cõi ấy. Thấy rõ chưa? Lập cái lập trình này ra rồi là thấy rõ chưa? Ở Đức Phật là thấy cái người vô tưởng đang sinh rồi đúng không? Người đang sinh cõi vô tưởng này là cái người đang sinh trong cõi tịnh cư này là cõi mới một. Bác bỏ. Đối với những người đang sinh trong cõi tịnh cư và cõi vô tưởng sắc quẩn đang sanh, mấy người này sắc quẩn đang sanh không? Nhưng họ vẫn không từng sanh với những người ấy trong cõi ấy. Thấy chưa? Thấy rõ, thấy rõ không? Rồi bây giờ các bạn này lấy cái người này nè, ở phía sau vậy đó, chấp nhận. Còn đối với những người đang sinh trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi tịnh cư, thấy chưa? Đối với những người đang sinh trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi tịnh cư, sắc uẩn đang sinh mà và thọ uẩn cũng đang và thọ uẩn cũng từng sanh. Vậy câu này là câu gì? Câu hoàng biểu vấn và cách đáp là kết phân tích, kết luận phân tích đi. Đi ngay. Bây giờ phần còn lại chúng ta chỉ còn lấy chi pháp thôi đúng không? Chi pháp là A là cái người vô tưởng đang sinh, một người đang sinh trong cõi vô tưởng đúng không? Hai chỗ này nè, người đang sinh trong cõi vô tưởng đúng không? Bây giờ cái người đang sinh trong cõi vô tưởng là ai? Người nào? Người lạc quan nhân đâu? Người đang sinh trong cõi người đang sinh trong cõi tịnh cư là người nào? Thánh gì? A Na Hàm đúng không? Điền vô thôi, Phật A Na Hàm đang sinh đúng không? Trong cõi tịnh cư. Ngay tại sát na sinh của tâm phục sinh ngũ thiền sắc thế giới đúng không? Phải chưa? Rồi 30 tâm sở bốn bộ sắc nghiệp, một cái. Rồi tiếp theo nữa là người vô tưởng đúng không? Vậy người vô tưởng đây chúng ta sẽ có là gì? Người lạc quan nhân đúng không? Đang sinh
nay tại vì người mà cõi trên đây chúng ta phải mới thấy cái người đó mà chúng ta còn thấy cái cõi trên đây là cõi mới mấy cõi mới năm cõi tình cư tới đây thấy dễ không nắm bắt được không tới đây nắm bắt được không rồi rồi người đạo quân nhân đang sinh trong cõi của tử ngay tại cái sát na sinh của bọn mãn nguyện đầu tiên đi của bọn mãn nguyện đấy là chúng ta lấy được chi pháp của cái câu bát là đúng không với một bát là đúng không thì chúng ta lấy cái chi pháp của câu thứ hai đây mà người chủ người đang sinh trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi tình cư đúng không lúc mà ngài đáp là đối với những người đang sinh trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi tình cư sắc uẩn đang sinh và thọ uẩn cũng từng sinh lập ra xong là chúng ta là lặp lại cái lời đáp của Đức Phật thì cũng rất là dễ dàng dễ nhớ nữa nhóm kia hiểu không nhóm kia hiểu không có hiểu không hiểu hay không sao mà im lặng hả rồi rồi nhóm dưới có hiểu không gật đầu gần đầu cái mấy chừng bỏ lại hết trơn rồi cũng quên thôi rồi người đang sinh trong cõi ngũ uẩn người còn có gì muốn phàm ba tánh hòa hợp mấy cái này mấy cái này những cái gì cần phải nhớ thành lòng đang sinh trong 21 cõi ngũ uẩn ngay tại sát na sanh của bao nhiêu tâm 15 tâm tục sinh ngũ uẩn đúng không 35 tâm sở 37 4 bọn sắc nghiệp mấy cái đoạn này phải nhớ phải thường gặp rất là nhiều lần đúng không gặp đi gặp lại hoài rồi xong đó là xong hiểu được câu này chưa câu hỏi là phần B nhưng có gì đâu đúng không nắm được chưa rồi nắm rồi chúng ta thông qua nha cái này lặp đi lặp lại từ 3 lần 2 lần cái 3 lần bữa nay em lại tự người ta nghĩ nha có ai biết không 80 mấy tuổi 80 tuổi hơn rồi không khỏe ghê mấy rồi đám cưới cho nội hả rồi phải đi đám cưới nên lại cháu nội phải đi mình nên là sao mình phải đi đám cưới cho nội ta rồi vẫn được quý vị có thấy vô lý không thường thường người nhỏ phải đi đến người lớn đúng không thường thường người nhỏ phải đi đến người lớn đúng không cháu chắc phải đi đến ông bà đúng không cái đợt này là ông bà phải đi đến cháu chắc đúng không thấy nó có nghịch không không hả cuộc đời cái bởi vì cuộc đời nó lộn quan rồi lộn tới ngược cùng lum hết hồi đó cha mẹ nuôi con đúng không rồi con tùy thuộc cha mẹ đúng không con phải vâng lời cha mẹ đúng không
Bây giờ cha mẹ phải nghe lời con, chứ không thôi nó không nuôi, đúng không? Phải ngược không? Không có hả? Sao không được? Giờ thử con nó làm lớn, giờ nó viện trợ tháng 10 triệu, 20 triệu, mà giờ không nghe lời nó rồi nó cúp viện trợ rồi. Cái gì? Không có hả? Không nhờ luôn. Này, không nhờ là ok, tốt rồi. Mỗi người có cái phước riêng, còn cái người mà không phước á, cứ chờ đợi không là thôi, phải tự lập mới được. Tự mình. Mà cái đó là cái mình phải tin được cái phước mình, cái người có phước á, là tự động như vậy. Còn người không phước á, đi chùa không dám đi chùa nữa. Đi chùa không dám đi chùa nữa, cho tiền á, về nhằn nhằn cho tiền má, má cứ lo đi chùa cứ cúng cho mấy ông thầy không. Cần nhằn nhiều, nhiều chuyện lắm. Nha. Rồi. Thì chúng ta muốn bấm ngược nè. Hay là họ quẩn không từng sanh, mấy cái vấn ngược này phải lập trình cho kỹ trong thời rắc rối. Họ quẩn không từng sinh với người nào trong cõi nào, thì họ thì sắc quẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Thì chúng ta thấy không? Câu mở. Sao? Câu mở nè. Hay là họ quẩn. À, đúng rồi. Hay là thọ quẩn từng sanh với người nào trong cõi nào, đúng không? Đây, thọ quẩn từng sanh. Người cõi. Thì sắc quẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy, vậy anh có một câu hỏi đúng không? Bây giờ thọ quẩn từng sanh là chúng ta thấy cái người nào trong cõi nào mà thọ quẩn không từng sanh. Thứ nhất là cõi vô tưởng, thứ hai là cõi tịnh cư, đúng không? Như vậy trong câu mở này chúng ta loại trừ được năm cõi rồi, sáu cõi. Bởi vì chi pháp câu mở là từng sanh mà, chứ đâu có nói là không từng sanh đâu, đúng không? Cho nên cái người nào trong cõi nào không từng sanh là chúng ta bỏ qua, đúng không? Tại vì cái câu mở đang quy hoạch một cái phạm vi là từng sanh, đúng không? Đúng không? Cho nên chúng ta bỏ cái này là vậy nè. Bỏ quẩn từng sanh với người nào trong cõi người nào, chúng ta thấy nè. Thứ nhất là cái người đang chết á, cái người đang chết á, thì họ vẫn có từng sanh không? Có. Có không? Người đang chết họ vẫn có từng sanh không? Có, mình đưa vô người đang chết. Thì người đang chết là khỏi nào? Cõi vô tưởng đã loại ra rồi, thì cõi tiếp vẫn là cõi vô sắc, thì cõi vô sắc là cõi tiếp vẫn là cõi tịnh cư, đúng không? Cõi là cõi vô chứ, đang chết mà. Đúng không? Cõi tứ quẩn, cõi ngũ quẩn, đúng không? Phải chưa? Rồi. Rồi thọ quẩn từng sinh với người nào nữa? Chúng ta thấy là có người, cái người đang chết rồi, giờ phải chúng ta khảo sát cái người đang sinh được không?
Người đang sinh tội cũng có từ ơi, có từng sanh không? Người đang sinh trong cõi tướng vững. Ê, họ vẫn có từng sanh không? Người đang sinh trong cõi tướng vững, họ vẫn có từng sanh không? Có. Người đang sinh trong cõi người đang sinh trong cõi ngũ uẩn, họ uẩn có từng sanh không? Có luôn đúng không? Như vậy trong cái biểu thức trên này là những câu hỏi này. Sắc uẩn đang sinh đúng không? Phải chưa? Câu hỏi sắc uẩn đang sinh những người đấy trong cõi đó đúng không? Và chúng ta coi cái phần biểu thức này, trong cái biểu thức này này. Cái người nào mà sắc quẩn đang sanh mà thọ quẩn không từng sanh, và người nào sắc quẩn đang sanh mà, xin lỗi, cái người nào thọ quẩn từng sanh mà sắc quẩn không đang sanh, và cái người nào thọ quẩn từng sanh mà sắc quẩn đang sanh. Tại câu hỏi là sắc quẩn đang sanh mà, cho nên mình xem có bị mất cái người nào thọ quẩn từng sanh mà sắc quẩn không đang sanh, để bác bỏ đúng không? Bởi vì ta xem cái biểu thức này, coi cái người nào mà thọ quẩn từng sanh mà sắc quẩn không đang sanh để bắt bỏ đúng không? Và cái người nào thọ quẩn từng sanh mà sắc quẩn đang sanh để chấp nhận đúng không? Thì chúng ta thấy nè, người trong cõi vô sắc thì gồm người đang sinh và người đang chết đúng không? Người đang sinh có phải ở trong cõi vô sắc không? Người đang chết ngoài cõi vô sắc không? Cho nên ngài Đức Phật ngài lấy hai cái chi pháp nó gom lại thành ra một cái từ một là người trong cõi vô sắc, được không? Có được không? Nè, có hiểu chưa? Rồi. Nên Đức Phật đáp, ngày lấy mấy cái vế đó đó, ngày đáp ở đưa lên cái vế một đáp bác bỏ nè. Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, đối với người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người trong cõi vô sắc, người trong cõi vô sắc họ uẩn từng sanh nhưng sắc uẩn không từng sanh với những người ấy trong cõi. Sao? Thế
đang chết. Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người trong cõi vô sắc, họ uẩn từng sanh, nhưng sắc uẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy. Thấy rõ chưa? À. Và Đức Phật ngài lấy cái câu cái gì mát luôn, còn lại đây đặt ở phía sau. Mấy người này lên hết rồi, lên hết luôn. Này ba cái này thì gom là hết rồi đúng không? Ba cái này thì gom là hết rồi đúng không? Ở phía một rồi đúng không? Bây giờ còn cái phía sau này thôi đúng không? À. Ngài lấy chi pháp ở phía sau, ở chi pháp còn lại đặt ở phía sau. Còn đối với người đang sinh trong cõi ngũ uẩn nha, họ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh. Rõ chưa? Rõ chưa? Bây giờ chúng ta lấy chi pháp thôi. Chi pháp A bằng người đang chết trong cõi ngũ uẩn, người đang chết cõi ngũ uẩn là người nào? Bốn bàn đúng không? Bốn thánh quả đúng không? Đang chết trong bao nhiêu cõi? Trong bao nhiêu cõi? 21 cõi. Cơ năm cõi thì cơ nghe tại sao lại vậy? Đang chết mà. Cái này đang chết mà, đúng rồi, đang chết phải ở sắc lai diệt đúng không? Của 15 tâm, à, tâm tâm tử, ngũ uẩn đúng không? 30, 15, công sở, bọn sắc nghiệp, bọn sắc nghiệp nguyện, về phần cuối. Sau này chưa nói là chỉ nói là bốn phàm bốn thánh quả đang chết trong 21 cõi ngũ uẩn, cái phần sau này mình điện vô được không? Được không? Để cho đỡ mất thời gian được không? Được hay không? À được rồi. Rồi cái người đang chết trong cõi ngũ uẩn được không? Người trong cõi ngũ uẩn, người đang sanh là phàm tam nhân đúng không? Ở đây tại vì cõi cho nên chúng ta cần nói là với 21 cõi ngũ uẩn từ 5 cõi cơ tới đây hiểu chưa? Để chúng ta lấy bằng cái phàm tâm nhân, cái người mà đang sinh là phàm tâm nhân cái ba thánh bảo học đúng không? Đang sinh phàm tâm nhân ba thánh bảo học đang sinh trong cõi vô sắc, nghe đại sát na sanh cỏ bốn tâm lục sinh vô sắc và 30 tâm, 30 chứ không phải 35, 30 tâm sở đúng không? Rồi tiếp nữa là gì? Người đang diệt và tâm nhân bốn quả đúng không? Bốn kết quả đang diệt trong cõi vô sắc, ngay tại sát na diệt của bốn tâm tử vô sắc và 30 tâm sở hợp đúng không? Với bốn cõi vô sắc
đa nhiệm. Đó là chúng ta lấy phần A, chi pháp phần A và chi pháp phần B. Người đang sinh trong cõi ngũ uẩn, đúng không? Người đang sinh trong cõi ngũ uẩn là người nào, bao nhiêu người? Bốn phàm, ba thánh tu học, đúng không? Đang sinh trong 21 cõi ngũ uẩn. Ngay tại sát na sanh của 15 tâm tục sinh cõi ngũ uẩn, đúng không? 35 tâm sở, 374 bọn sắc, sắc nghiệp, thế là xong. Cái này mới lạ, thành ra nó hơi lúng túng, đúng không? Nhưng mà phải lập trình như vậy chúng ta mới nhìn thấy, mới rõ, mới dễ hiểu. Tới đây hiểu chưa? Hiểu rồi. Chúng ta làm lại một hai cái con nữa để cho nắm bắt như các bạn quen. Quý vị lập bình luận cái câu mở thì suy ngẫm cái câu hỏi thì nó ra hết mắt, cũng không có gì phải là lấn cấn. À, bất ngược hay là tưởng quẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì sắc quẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? À, nhưng ta thấy là cô mở tưởng quẩn từng sanh, chúng ta ra gặp tình cái tưởng quẩn từng sanh này, người đang chết, đúng không? Cái câu hỏi đây là sắc quẩn tâm sanh, mà khi mà tưởng quẩn tương sanh là chúng ta loại trừ được năm cõi rồi, sáu cõi rồi, năm cõi tương cư với cõi vô tưởng rồi, đúng không? Bởi vì năm cõi đó là sắc quẩn thọ quẩn không tương sanh, hay tưởng quẩn không tương sanh hết, cho nên chúng ta loại trừ được cái người đang chết đâu ở chỗ quẩn, đúng không? Chỗ quẩn, đúng không? Mà đưa ra cái người đang chết, nó cõi người tứ quẩn, cũng quẩn, gọi cái cõi vô tưởng mình đã loại ra rồi, loại ra ngay cái đoạn đầu rồi. Rồi cái ai nữa là người đang sanh. Trong cõi tứ quẩn. Người đang sanh trong cõi ngũ uẩn, đây là những người mà tưởng uẩn từng sanh, đúng không? Hiểu chỗ này chưa? Khi mình lượt ra thì những người này là những người mà tưởng uẩn từng sanh rồi, đúng không? Có trong này nè, có những người nào mà sắc uẩn đang sanh hay là sắc uẩn không đang sanh? Nếu mà sắc quẩn không đang sanh thì mình bác bỏ, đúng không? Vậy câu hỏi là sắc quẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy mà nếu mà sắc quẩn không đang sanh thì mình lập ra cái vế bác bỏ, đúng không? Còn đang sanh thì mình lập ra cái vế chấp nhận, đúng không? Thì chúng ta thấy nè, đúng rồi, người đang chết trong cõi ngũ uẩn đây, người đang chết trong cõi ngũ uẩn. Thank you.
sao sanh không? Chết làm sao sanh nữa, chỉ có diệt thôi đúng không? Phải thật phải không? Rồi cái người đang chết trong cõi tứ uẩn thì sắc uẩn có đang sanh không? Cũng không luôn đúng không? Vậy rồi bác bỏ được chưa? Ở cái người đang sanh trong cõi tứ uẩn này nè, đang sanh đó. À, sắc uẩn có đang có đang sanh không? Cũng không luôn đúng không? Người tứ uẩn làm gì có sắc uẩn mà đang sanh đúng không? Cho nên trong hai cái người đang chết đang sanh trong cõi tứ uẩn thì một thằng phơm ra là người người trong cõi vô sắc đúng không? Được không? Người đang sinh đang chết gom cõi vô sắc được không? Được, cho nên Đức Phật cần lấy hai cái chi pháp này nè, mở với một đó bác bỏ. Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người trong cõi vô sắc, phải lấy hai chi pháp không? Tưởng uẩn từng sanh, nhân thọ nhân sắc uẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy. Thấy chưa? Thấy rõ ra chưa? Ở Đức Phật ngài lấy cái còn lại. Đây. Chi pháp còn lại, còn cái còn lại này thôi gì nữa đúng không? Mấy kia mình lấy chi pháp ra hết rồi, bác bỏ rồi đúng không? Giờ cái còn lại thôi. Thì này là phân biệt thứ hai. Còn đối với những người đang sinh trong cõi ngũ uẩn, họ uẩn từng sanh không? Nó tưởng uẩn từng sanh không? Nó tưởng uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh. Rõ ràng quá rồi. Đúng không? Giờ phần chữ còn lại mình lấy chi pháp thôi. Vậy thì A là cái người đang chết. Trong cõi ngũ uẩn rồi người trong cõi người đang sinh trong cõi vô sắc, người đang chết trong cõi vô sắc. Đúng không? Lượng ra vậy đúng không? Đúng chưa? Quý vị lấy chi pháp được không? Lấy chi pháp được không? Người đang chết trong cõi ngũ uẩn bao nhiêu người? Người nào? Bốn phàm. Bốn tiểu quả đang chết. Lấy ra được không? Được. Rồi người đang sinh trong cõi vô sắc người nào? Phạm tâm nhân ba tấn quả hữu hữu học đang sinh được không? Ở ngay sát na nào? Sinh của ai? Bốn tâm tục sinh vô sắc. Bao nhiêu tâm sở? 30 tâm sở. Đó, cứ lấy ra điền vô thôi. Mấy cái đó mình học thuộc lòng rồi. Điền vô. Mọi người đang chết trong cõi vô sắc là ai? Phạm tâm nhân bốn thánh quả đang chết ở sắc na nào? Sắc na diệt. Cũng bao nhiêu tâm? Bốn tâm tử vô vô sắc, 30 tâm sở. Hả? Xong. Không có gì đâu, khó khăn nữa đâu. Rồi B là người đang sinh trong cõi vô sắc đúng không? Xin lỗi, B là người đang sinh trong cõi ngũ uẩn. Ở đây chúng ta nhìn trong cõi nhưng mà cũng phải thêm là trời mới 21 cõi ngũ uẩn. Từ 5 cõi thực cư còn hai cái này với 4 cõi vô sắc đúng không? Người đang sinh trong 21 cõi ngũ uẩn là ai? Bốn phàm.
ba thứ bao hộp đang sinh ngay tại sát na sinh của bao nhiêu tâm? 15 tâm tục sinh ngủ, ngủ uẩn 30, 35 tâm sở phải không? Rồi 3, 7, 4 bọn sát, rất nghiệp, xong. Có khó không? Đâu có gì khó đâu, quá khó hả? Có không? Có hả? Ráng cố gắng đi. Về đọc mà chứ giờ đâu mà có. À, chúng ta qua cái thứ hai. Chúng ta cũng tiếp tục tập hình vậy á thì ra hết rồi. À. Lấy tổng quát rồi xong rồi bắt đầu điền chi pháp vô thôi. Nghe câu hỏi nè, nghe hỏi rồi mình tập kinh nghe trong trí mình coi là đây là mình nhớ họ vẫn đang sinh với người nào trong cõi nào thì tưởng vẫn từng sinh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Chúng ta tập kinh câu mở là họ vẫn đang sinh với người nào trong cõi nào, đúng không? Thì cái thọ quẩn đang sinh với người nào trong cõi nào, đọc ra cá trước đi, là người vô sắc nè, đúng chưa? Thọ quẩn nè, người vô sắc nè, người ngũ quẩn nè. Mà người ngũ quẩn thì có người tịnh cư trong cõi tịnh cư và người ngoài cõi tịnh cư, đúng không? Thì tới đây chúng ta thấy ra hết rồi, ra hết con nữa cái này nằm ở cái giấy bát được không, bác bỏ được không? Rồi còn người vô sắc đây nè, đang sinh nè, bởi cái người ngoài khỏi tịnh cư đang sinh nè, họ cũng đang sinh không? Tưởng cũng có từng sinh không? Có không? Vậy ở phía sau đáp chấp nhận được chưa? Cho nên Đức Phật ngài lấy cái vế trước nè, đây cái vế trước nè, đối với những người đang sinh trong cõi tịnh cư, đúng không? Đối với người đang sinh trong cõi tịnh cư, họ vẫn đang sinh nhưng tưởng vẫn không từng sanh với những người ấy trong cõi. Rõ chưa? Rồi nó hoặc lấy các chi pháp còn lại ở phía sau đáp chấp nhận. Còn đối với người đang sinh trong cõi vô sắc và cõi ngũ uẩn ngoài cõi tịnh cư, họ vẫn đang sanh và
sắc. Nên họ quẩn đang sinh và tưởng quẩn cũng từng sanh. Rõ chưa? Hiểu chưa? Lập tình ra vậy thấy dễ không? Giờ phần còn lại cái gì? Lập chi pháp á, a mạng. Người đang sinh trong cõi thực cơ đúng không? Bắt bỏ thôi đúng không? Những người trong đang sinh trong cõi tự cư là người nào? Bất lai đang sinh trong cõi tự cư ngay sát na sinh cổ tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới với 30 tâm sở 4 bộ sắc nghiệp. Hết xong. Có cần ghi không? Có cần ghi không? Rồi chúng ta lập cái chi pháp người kia, chi pháp B rồi câu hỏi là người vô sắc đang sinh đúng không? Là người ngũ quẩn ngoài cõi tự cư đang sinh. Những người vô sắc đang sinh lại phạm, người vô sắc sao muốn phạm được? Phạm tam nhân, ba thánh quả hộ học, đang sinh trong cõi vô sắc ngay tại sát na sinh của bốn tâm tục sinh vô sắc, 30 tâm sở hợp đúng không? Rồi người ngũ quẩn ngoài cõi tình cư đang sinh gồm có bốn phạm, ba thứ quả của họ đang sinh trong 21 cõi ngũ quẩn trừ 5 cõi tự cư đúng không? Ngay đại sát na sanh của 15 tâm tục sinh cõi ngũ quẩn phải 15 tâm tục sinh cõi ngũ quẩn không? Phải không? 35 tâm sở 37 4 bộ sắc nghiệp. Rồi thế là xong. Hiểu không? Rồi chúng ta đi một câu nữa để về quý vị gì coi đi rồi tập tập mình như vậy càng dần quen đi về sao càng dễ. Tập lập trình để đi cho nên mình đối tập người mà cõi á, mới cắt đối phải lập trình ra mới thắc mắc mới tháo gỡ được. Rồi hành quẩn ngọt quẩn ngược như xuôi ba là sáu không ba là sáu không họ quẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành quẩn từng sanh với người ấy trong cõi phải chăng? Rồi chúng ta thấy câu mở là họ quẩn đang sinh người ấy trong quán được
coi cái người nào mà thọ quẩn đang sanh mà hành quẩn từng sanh là mình đáp chấp nhận, đúng không? Cái người nào mà thọ quẩn đang sanh hành quẩn từng sanh thì mình đáp chấp nhận, đúng không? Còn cái người nào mà thọ quẩn đang sanh mà hành quẩn không từng sanh thì mình đáp bác bỏ, đúng không? Mình thấy nè, cái người trong cõi trụ cư này nè, cái người mà đang sanh trong cõi trụ cư này nè, thọ quẩn đang sanh không? Có không? Mà hành quẩn có từng sanh không? Không, cho nên cái chi pháp này đưa ra đáp bác bỏ, phải không? Hiểu chỗ này chưa? Để Đức Phật ngày đáp là ngày đáp nè, đối với những người đang sinh trong cõi tịnh cư, đang sinh trong cõi tịnh cư, đúng không? Thấy chưa? Họ quẩn đang sanh nhưng hành quẩn không từng sanh với những người ấy trong cõi ấy. Thấy chưa? Rồi Đức Phật ngày lấy những cái còn lại là người đang sinh này, họ quẩn đang sinh mà hành quẩn có từng sanh không? Có không? Có chấp nhận được rồi đó không? Rồi cái người ở ngoài khỏi tịnh cư này họ quẩn có đang sanh không? Mà hành quẩn có từng sanh không? Có vậy đáp chấp nhận được rồi, đúng không? Nên Đức Phật ngài đáp chấp nhận. Còn đối với những người đang sinh trong cõi tứ quẩn và cõi tứ quẩn, cõi ngũ quẩn ngoài cõi tịnh cư, sắc quẩn thọ quẩn đang sinh và hành quẩn cũng tự sanh, được chưa? Hiểu chỗ này chưa? Giờ mới đầu thấy hơi dễ không? Lúc đầu là hơi lúng túng, bây giờ lập trình ra được rồi thấy bắt nó dễ không? Khổ luôn cái câu đáp của Phật luôn nữa. Nhìn ra đây nè, đối với người đang sinh trong cõi tịnh cư, họ quẩn đang sanh nhưng hành quẩn không từng sanh với những người ấy trong cõi. Còn đối với người đang sanh trong cõi vô sắc và cõi ngũ quẩn ngoài cõi tịnh cư, họ quẩn đang sanh và hành quẩn cũng từng sanh. Thấy không? Rồi giờ chúng ta lấy gì pháp mà người đang sinh trong cõi tịnh cư lấy chữ pháp này được không? Long lấy chữ pháp này thôi. Người đang sinh trong cõi tịnh cư là người nào? Đưa miên rong á, chỉ sợ mấy người mà không biết, nói nhỏ. Cái gì? Tâm quả là sao? Ngay tại sắc ma nào? Tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới. Bao nhiêu tâm sở? Rồi gì nữa? Bốn bộ sắc nghiệp là bộ nào? Nhãn, bọn nhĩ, bọn gì nữa? Bọn gì vợ, phải không? Bọn mạng, bọn quyền, thôi. Ở dưới này bắt là dưới đó bắt chi pháp được không? Cái nhóm nhà lầu đó, được không? Nhóm nhà lầu sẽ ưu đãi, không có kêu đó. Mà đó không phải là một hạnh phúc đâu nha. Kêu, đọc lên mới sau này cũng dễ nhớ nhiều hơn. Rồi B, người đang sinh trong cõi vô sắc, người đang sinh trong cõi ngũ uẩn giới 21 cõi, rồi giới 4 cõi
cái phần lấy chư pháp lấy được không? Được không? Mình về tập lấy chư pháp ghi đi, rồi về tập lấy chư pháp nữa. Mình về tập chư pháp nên nó vô quen luôn, rồi nó trở thành automatic luôn. Rồi ba qua cái phần vẫn được mấy câu còn lại bây giờ nó cũng giống nhau thôi, chỉ trẻ thì hai câu này không lấy chi pháp thôi. Vẫn được, chúng ta sẽ gặp lại ở trong phần mà đối lập, gặp lại chứ không phải không đâu. Mà gặp lại thì coi chừng đừng có nói là tôi không quen biết nha. Gặp lại hãy biết tôi quen biết lắm. Gặp lại tôi nói tôi chưa từng quen thì nghe nó kỳ kỳ lắm á. Đây, quấn ngược hay là hành quẩn từng sanh với người nào trong cõi nào, thời thọ quẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Chúng ta thấy chi pháp của câu mở là gì? Hành quẩn từng sanh. Chi pháp câu hỏi là họ quẩn đang sanh. Cái hành quẩn từng sanh thì chúng ta loại trừ lại được sáu cõi rồi đúng không? Là cõi vô tưởng, cõi năm cõi tình cơ đúng không? Giờ cái hành quẩn từng sanh với những người nào đây? Người đang chết đúng không? Người đang chết trong cõi, người đang chết cõi vô sắc, cõi ngu quẩn đúng không? Lấy lợi được cái vô tưởng ra rồi thì chỉ người đang chết trong cõi tứ quẩn với cõi ngu quẩn thôi đúng không? Phải chưa? Mà trong cõi ngu quẩn này bây giờ nó từng sanh cho nên chúng ta cũng lưu ý cái hai điểm là trong cõi thực cư đúng không? Rồi ngoài cõi thực cư. Ủa mà trong cõi thực cư đã làm thì loại trừ ra rồi đúng không? Không cần lưu ý đó. Tại vì năm cõi thực cư mình đã loại trừ ra rồi đúng không? Rồi. Người đang sinh cõi vô sắc được không? Người đang sinh cõi vô sắc cái hành quẩn, cái hành quẩn có từng sanh không? Có không? Rồi. Người đang sinh cõi ngũ quẩn đúng không? Mà chúng ta thấy nè, cái người đang chết trong cõi vô sắc hành quẩn đang sanh, mà họ quẩn có đang sanh không? Cái người đang chết trong cõi vô sắc hành quẩn từng sanh mà họ quẩn không đang sanh đúng không? Phải chưa? Vậy cái này nằm trong chi pháp bác bỏ được chưa? Được. Này rồi, cái người đang cõi vô sắc hành quẩn từng sanh không? Mà họ quẩn có đang sanh không? Có không? Có không? Người đang sanh trong cõi năm quẩn cũng có luôn đúng không? Người đang chết trong cõi năm quẩn hành quẩn có từng sanh không? Họ quẩn có đang sanh không? Đâu? Để là nằm ở trong chi pháp luôn đúng không? Để hai cái này là nhận đúng không? Phải chưa? Trên Đức Phật này là đáp sao? Đối với những người đang chết trong cõi năm quẩn đúng rồi, đối với những người đang chết
chết trong cõi vô sát cõi ngũ quẩn đúng không? Hành quẩn từng sanh, nhưng thọ quẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy đúng không? Còn những người đang sanh trong cõi tứ quẩn, cõi ngũ quẩn, thọ quẩn, hành quẩn từng sanh và thọ quẩn cũng đang sanh với, đúng không? Thì cái Phật này lấy người đang chết nó bác bỏ đúng không? Và cái người đang sanh cũng hằng ngày đáp chấp nhận đúng chưa? Thì chư Pháp câu hỏi là B. Chúng ta có cái pháp của A là bằng người đang chết trong tứ quẩn, ngũ quẩn. B là người đang sanh trong cõi tứ quẩn, người đang sanh trong cõi ngũ quẩn. Tới đây quý vị hiểu chưa? Hiểu không? Những phần còn lại tương tự giống nhau thôi. Vậy tập làm bài tập lập trình đi, lập trình lại cho nên nhớ, nhớ là thuộc luôn á quý vị, nhớ thuộc luôn á quý vị, có ít chứ có lợi chứ không có gì hết á. Nó trở thành một cái thường nghiệp cho quý vị. Bữa nay tỉnh giảng cho quý vị bốn loại nghiệp nhưng mà không kịp, để đợt khác.